Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, mình chia sẻ một cái đề tài cho quý cô bác anh chị có thể tham khảo. Đó là đề tài người Việt ra nước ngoài bị khinh đến phát nhục. Thực sự thì cái vấn đề này có lẽ rất là nhiều người thì cũng đã từng trải qua. Và nói chung là ở đâu thì cũng như vậy thôi, nhập gia tùy tục. Có thể ở Việt Nam, hành động của mình được cho là bình thường, được cho là không có vấn đề gì cả. Nhưng khi mang những cái hành động đó ra nước ngoài thì người nước ngoài nhìn người Việt Nam bằng những cái con mắt khác. Cùng với đó là những người Việt của mình ở nước ngoài lâu ngày và khi tiếp xúc với những người Việt mình mới ra nước ngoài thì cảm thấy những hành động đó nó không được đẹp mắt trong mắt họ nhé quý vị. Vậy thì cái quan điểm này nó như thế nào, ra làm sao? Mình sẽ chia sẻ một cái bài viết để cho quý cô bác anh chị có thể biết. Mời quý cô bác anh chị mình cùng theo dõi. Ở trong nước, người Việt khi ra đường thì bất chấp luật lệ, phóng nhanh vượt ẩu, xả rác bừa bãi, hồn nhiên chửi tục, nói bậy. Người tốt thì sợ người xấu kiểu, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu không mang vạ vào thân, có nhiều vụ tai nạn, đánh nhau mà người qua đường ái ngại chẳng ai muốn can. Người Việt vào nhà hàng thì hạch sách, nhiễu nhương, nhậu nhẹt, kề cà, say sưa bí tỉ, uống rượu bia quá chén, vào toilet xả bừa bãi. Hứng chí lên thì gõ đũa, gõ bát, hát hò tùm lum, rô rô, những tiếng hô đồng loạt. Bạn cứ thử vào bất cứ quán nhậu nào cũng có. Bây giờ nhiều người ngại đến nhà hàng, muốn vui vẻ với bạn bè, nhưng được bữa ăn thì ong hết cả đầu. Kẻ nói chẳng có người nghe, xung quanh toàn rác rưởi, bụi bặm khác gì tra tấn. Một lần vào quán phở nổi tiếng, vừa đưa lên miệng thì người đối diện cũng vừa ăn xong. Họ xì mũi rõ to, xong rút giấy ăn, lau mũi rồi vứt vào bát phở. Chao ôi! Sợ quá mất hết cả cảm giác ngon miệng, đành ăn vội ăn vàng rồi ù té. Nếu ở Việt Nam, bạn sẽ phải quen với những cảnh này và cho rằng đó là chuyện thường ngày. Nhiều khi bạn vừa là chủ thể nhưng cũng là nạn nhân của những thói hư tật xấu. Xung quanh bạn đầy rẫy những thói hư nên buộc phải sống chung, lâu dần thành quen rồi chấp nhận và trở thành chuyện bình thường, chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng có gì phải bận tâm. Ra nước ngoài mới thấy xấu hổ. Nhưng có một ngày bạn được đi ra nước ngoài, bạn có dịp được giải ngố, rồi giật mình nhận thấy mình xấu, thấy xấu hổ, nhưng rồi hãy quan sát, học hỏi để mình cũng có văn hóa, cũng lịch sự như người ta. Các bạn nói rất đúng về những thói xấu của người Việt ở trong nước thì chẳng chết ai cả. Nhưng mà bê nguyên thói xấu này sang nước ngoài mới thấy nhục. Đầu tiên chỉ là nhục cá thể, nhưng sau đó là nhục thành quốc thể. Vì người Việt bị ác cảm quá, cho dù là họ vơ đũa cả lắm, thế là người Việt bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử, không được tôn trọng. Mà nếu được không được tôn trọng thì họ có coi mình là con người nữa không? Có lần sang Singapore, từ trong trung tâm mua sắm đi ra bến taxi, thấy chiếc taxi đến bến đỗ, mấy người Việt Nam chúng tôi hò nhau lên, trong khi những người đang xếp hàng trố mắt nhìn. Chúng tôi, người thì thấy ngượng, người thì lại cho rằng mình đạt được thành tích. Đi được một đoạn, bỗng nhìn sang đường, thấy khách sạn mình ở bên kia đường. Để tránh đi vòng cho đỡ tốn tiền taxi, thế là đòi xuống xe. Đoạn nhìn ngang nhìn dọc rồi kéo nhau chạy băng qua đường. Đã có những tai nạn thương tâm của người Việt kiểu này chỉ vì muốn đi nhanh, đi tắt, giống như thói quen ở Việt Nam. Một lần ở Ý, đoàn của chúng tôi vào shop quần áo. Theo thói quen ở Việt Nam, tôi chọn một đống quần áo mang vào phòng thử. Thử xong vứt lung tung. Tôi chạy lại quầy tính tiền, chuẩn bị tiền trả, bỗng ngoái lại thấy đằng sau mình nhiều người đang xếp hàng, xấu hổ quá. Tôi từ từ quay lại xếp hàng như mọi người,
Một điều không phải là thói xấu nhưng đáng xấu hổ, đó là khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Nhiều người Việt đi công tác nước ngoài nhưng không biết ngoại ngữ, không biết tiếng Anh nhưng vẫn tự hào mình vẫn giao tiếp tốt, vẫn ra lệnh được người phục vụ khi vào quán. Muốn uống bia, ta gọi, ê bia, rồi giơ hai ngón tay, hai lon, ê ê, đoạn lấy tay quẹt, lia lịa vào miệng. Muốn giấy, lau miệng. Ăn xong, rút ví ra dấu ngón tay xỉa xỉa tính tiền. Ở nhiều nơi công cộng, muốn đi vệ sinh nhưng không thể bừa phứa như ở Việt Nam, mà hỏi thăm thì không biết tiếng ngoại, trừ mỗi từ toilet lên rất ngại, đành đi lòng vòng tìm toilet rất mất thời gian. Điều này nhiều người Việt biết là không hay, nhưng cũng chẳng biết thế nào để xoay sở trên đất khách quê người vì quá dốt ngoại ngữ. Biết nhục để thay đổi. Vậy nên khi sang nước ngoài, những tật xấu có dịp bộc lộ. Các cụ nói, đi một đàng học một sàng khôn. Thiết nghĩ chúng ta không nên tự ái, trách móc, suy nghĩ tiêu cực. Đó cũng là một tính xấu. Khi nhiều nơi họ không tiếp người Việt, điều đó chẳng giải quyết được gì. Nếu biết nhục thì điều quan trọng là cần phải học hỏi, bắt chước những hành vi đẹp, rút ra kinh nghiệm và nhanh chóng hội nhập với xã hội văn minh. Kể cả khi ở trong nước cũng nên tạo thói quen, nếp sống văn hóa. Tất nhiên, điều này phải rèn luyện từ khi còn nhỏ. Bên cạnh dạy kiến thức, nhà trường, gia đình cần dạy dỗ nhiều hơn về văn hóa giao tiếp và ứng xử. Người lớn phải trở thành tấm gương cho trẻ em. Văn hóa của một xã hội chính là thang điểm, là thước đo giá trị của một dân tộc, chứ không phải chỉ đơn thuần là kinh tế. Nhưng tôi tin một khi đất nước phát triển hiện đại thì sẽ kéo theo sự phát triển hơn về văn hóa, văn minh và tất nhiên những thói hư tật xấu cũng dần biến mất. Thói hư tật xấu của người Việt là câu chuyện dài. Xấu và hư hồn nhiên như hít thở khí trời, chuyện nhỏ như con thỏ và chẳng chết ai cả. Những bạn thấy đấy, khi đem những thói xấu đi đấm xứ người thì không những chẳng ai muốn chơi với mình mà họ còn khinh mình, không chỉ nhục cho cá thể mà nhục cho quốc thể. Lúc ấy bạn thậm chí không muốn khai mình là người Việt, và liệu bạn có dám tự hào là dòng giống tiên dòng nữa hay không? Vậy ai bảo đó là chuyện nhỏ? Quý vị, anh chị và các bạn cũng vừa được nghe xong một cái chia sẻ, có lẽ là một người Việt mà sinh sống ở nước ngoài lâu năm và tiếp xúc được với những người Việt khi mà mới qua nước ngoài, có thể là đi du lịch hoặc là làm một điều gì đó. Thực sự thì đôi khi mình xét lét quá hoặc là mình soi mói quá thì nó cũng không hay. Nói chung là người Việt thì cũng có những cái tính xấu của người Việt và cũng tùy từng người. Ví dụ như là những người ở trong nước có thể một số ý thức còn kém, họ còn xả rác bừa bãi, còn không chấp hành luật lệ giao thông, vân vân và vân vân. Nhưng đối với những người mà có tiền để đi du lịch nước ngoài, đôi khi những cái người đó là những cái người ít nhất là có những cái học thức tốt, hoặc là ít nhất họ cũng là những cái người giàu có ở Việt Nam, thì chắc chắn ý thức của họ sẽ hơn nhiều so với những cái người mà ở trong nước nha quý vị. Nên có thể là không đánh đồng tất cả, nhưng mà chỉ vì một số bộ phận nhỏ nên đôi khi sẽ gây ác cảm cho những người nước ngoài. Và nói chung thì cái gì nó cũng phải thay đổi dần, thay đổi từ từ. Khi mà một xã hội tiến lên văn minh thì con người ta cũng sẽ thay đổi theo. Còn lại với việc mà xã hội từ nghèo trở lên giàu, đôi khi thì nó vẫn theo những cái lề lếp cũ, rồi cái phong tục cũ từ thời xa xưa. Còn với giới trẻ bây giờ, họ nhiều người họ có thể đi du lịch nước ngoài như cơm bữa, và họ thay đổi cái thói quen, thay đổi cái nhận thức và thay đổi những cái giao tiếp ứng xử rồi. Nên nói chung là cái gì xấu thì ta lên nhận xấu, còn cái gì sai trái hoặc là cái gì cần tiếp thu thì ta lên tiếp thu. Nói chung là cái lời nhận xét của cái vị tác giả trong cái bài viết này thì nói chung là rất là đúng thôi. Bây giờ đi đâu đi chăng nữa thì mình cũng phải chú ý về cái văn hóa ứng xử khi mà đến một nơi nào đó, hoặc là ngay như đơn giản thôi, ở trong nước với nhau,
Mình đến gia đình nhà bạn chơi thì mình cũng phải theo lề lết nhà bạn, mình cũng phải theo cách ứng xử rồi theo những cái tập tục luật lệ trong gia đình bạn trước. Vì như vậy thì người ta mới đánh giá mình là tốt được, chứ không thể là mình có thói quen của nhà mình, khi mà sang nhà người bạn thì mình cứ bê nguyên cái thói quen của nhà mình sang nhà người bạn, như vậy thì nó cũng sẽ không hay cho lắm và bạn của mình sẽ đánh giá mình không được tốt. Nói chung là video hôm nay mình chỉ có một chút thông tin gửi tới quý cô bác anh chị là như vậy. Không biết quý vị anh chị và các bạn khi nghe xong được cái bài viết trong video ngày hôm nay, quý vị có thêm những cái đóng góp ý kiến gì không? Quý vị có thể comment bên dưới video này. Mình xin phép tạm dừng video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.